hơi đau làm đồ dài tình chi tiết một như vậy đúng không? Cô biết sao, tại cái này là người ta chỉ là giống như chụp hình thôi chứ không phải là ăn uống là chính. Là cái không gian chụp hình nên tôi thấy mấy dáng thì tôi biết, nhưng mà ý tôi nói là họ không thể nào làm giả 100% y chang được, mà tôi nghĩ là đồ thật. Nhưng mà họ tráng lên cái chất bảo quản, họ trộn cái chất bảo quản vô để cho nó đừng có mùi, với lại nó giữ được trong vòng 5 ngày nó đừng có bị thiêu. Con thấy con y chang, nhìn thấy không? Đâu, chỉ có cái sợi mì kia là đúng là thun. Cái sợi mì đúng là thun, là cái xào thử là người ta cho xào mà đây nó đàn hồi lắm. Thấy cái này là giả hết hả cô? Thì chú nói là giả hết, thế nhưng mà tôi nghĩ là họ nấu thật rồi xong họ trộn với chất bảo quản á, với lại chất keo á, thì nó sẽ không có bị hỏng trong vòng một tuần á, thấy không? Đây tôi nghĩ chắc cũng thế. Đâu, coi. Cô cầm cái nào to to lên mới dễ thấy. Cái này cũng thế nè. Chỉ có mấy cái lá này đúng, lá này giả nè. Thank you.